đức hành làm người nói về luật lệ giao thông tức là nói đạo đức giao thông xưa Đức Phật đã có dạy đạo đức này tức là giới cấm không cho hai vị tỳ kheo đi song song trên đường tại sao vậy ngày xưa đi trên đường mòn chứ đâu có đường rộng lớn tráng đá trải nhựa như bây giờ còn bây giờ chúng ta thấy tốc độ xe cộ chạy nhanh như gió hàng ngày chúng ta đọc báo chí những tin tức về tai nạn giao thông đã đem đến sự đau khổ cho biết bao nhiêu người có những người chết có những người bị tàn tật cụt tay cụt chân một hậu quả thương đau của xã hội do tai nạn giao thông đó là do thiếu đạo đức giao thông mà đã để xảy ra những tai họa khủng khiếp cho con người đem đến cho mọi người khổ đau, khổ mình và khổ người. Cho nên, khi học đạo đức của Đạo Phật, thì khi lái xe ra đường, người ta phải thấy trách nhiệm bổn phận đạo đức của mình, cẩn thận khi cầm lái. Khi uống rượu say thì nhất định không được lái xe, lái xe không chạy quá tốc độ làm chủ của mình. Nếu ai ai cũng thấy trách nhiệm bổn phận của mình như vậy, thì ít có khi xảy ra tai nạn luật lệ giao thông có theo những biển cấm các tài xế lái xe phải tuôn theo luật lệ giao thông không được chạy vào những chỗ cấm nơi ngã tư đường có đèn xanh đèn đỏ đèn đỏ chúng ta dừng lại đèn xanh thì chúng ta chạy chúng ta đi đúng theo luật lệ giao thông thì làm sao xảy ra tai nạn những luật lệ giao thông trên đây là đạo đức mà xưa kia Đức Phật đã dạy. Thế mà người sao nói rằng đó là những giới nhỏ nhặt cần phải bỏ cho hợp thời thì thật là vô minh điên đảo. Đây Đức Phật còn dạy chúng ta một đức hạnh nữa, một giới luật nhỏ nhặt nữa, Đức Phật đã cấm không cho đệ tử của ngài leo cây. Thế mà các tổ cho giới này là giới nhỏ nhặt cần phải bỏ Một người đệ tử Đức Phật mà leo cây thì còn thể thống gì Có khác nào là một con vườn, một con khỉ Nhưng khi lỡ tay té xuống chết hay bị gãy tay, gãy chân Thì ai chịu khổ đau này? Theo Đức Phật nói Con người leo cây không có cây thang để trèo Đó là một loài chúng sanh, một loài khỉ vườn Chứ không phải con người Muốn sống đúng tư cách của con người Thì phải sống đúng đạo đức Muốn sống đúng đạo đức trèo lên cây Thì phải có cây thang Bắt thang trèo lên cây Chúng ta thấy nó ít nguy hiểm hơn Lỡ chúng ta trèo cây té xuống Thì ai khổ và làm cho ai khổ Chắc chắn là chúng ta sẽ khổ Rồi gia đình, những người thân của chúng ta khổ Nếu chúng ta trở thành người tàn phế Nằm một chỗ thì đó là chúng ta đã tự làm khổ mình, khổ người và toàn là làm những người thân thương của chúng ta khổ. Đó là chúng ta báo đời cho những người khác. Nếu lúc bây giờ chúng ta chết đi thì tốt nhất, nhưng nó không chịu chết thì mới thật là khổ. Các con cũng nghe những người trèo cây mà có thể xảy ra tai nạn, đưa đến những sự đau khổ này không? Ngày xưa Đức Phật đã cấm chúng ta những điều này là vì sự lợi ích cho chúng ta, không làm khổ mình khổ người. Đó là đạo đức. Đạo đức để biến chúng ta từ một loài động vật trở thành một con người thật sự. Cho nên muốn trèo cây, chúng ta phải bắt cây thang. Trèo cây có cây thang ít nguy hiểm hơn là chúng ta ôm cây mà trèo lên, như trên thầy đã dạy. Một hành động nhỏ nhặt như vậy Chúng ta không nên xem thường, đó là đạo đức làm người, đó là thiện pháp mà Đức Phật đã dạy chúng ta để ngăn ngừa những ác pháp. Những ác pháp ấy có thể xảy đến cho chúng ta những tai nạn khổ ách. Đó là những điều của người cư sĩ cần phải học những đạo đức cụ thể thực tế trong cuộc sống. Bởi đạo Phật là đạo giải thoát, giải thoát từng việc làm, từng hành động tuy nhỏ nhặt nhưng sẽ mang đến cho mọi người một sự an vui và hạnh phúc chân thật cái hiểu lầm của các bạn là tưởng tượng sự giải thoát của đạo phật quá cao siêu quá mầu nhiệm vì thế mà từ xưa cho đến nay không có ai làm được lòng hiếu sinh nếu dạy người cư sĩ không sát sanh không trộm cắp không tà dâm không vọng ngữ, không uống rượu thì chưa đủ, Vì một trăm giới chúng học là một trăm giới đạo đức làm người, Còn năm giới cấp này thật sự quá khó giữ gìn, không phải dễ, Bởi vì cuộc sống của người đang bị ô nhiễm bởi những ác pháp, Mà đưa ra những giới luật cấm này thì chúng ta chỉ có thò cho có hình thức, Chứ giữ trọn vẹn thì chỉ có những bậc thánh tăng, Nghĩa là nói cấm sắc xanh, thì phải nói lòng thương yêu chúng sanh nói đến lòng yêu thương chúng sanh là nói đến lòng hiếu sinh lòng hiếu sinh là hiếu sự sống của môn loài tức là thương yêu sự sống nếu không dạy cho chúng ta có lòng thương yêu sự sống mà dạy chúng ta không sát sanh thì không thể nào chúng ta không sát sanh vì chúng ta chưa có lòng yêu thương sự sống thì chắc chắn chúng ta không tránh khỏi sự sát sanh lòng hiếu sinh, lòng thương yêu rộng lớn vô bờ bến đối với muôn loài. Lòng thương yêu sự sống ấy chỉ có những bậc thánh tăng và thánh ni mới thể hiện được vì đời sống của họ ba y một bát thiểu dục tri tốt nên không hề vi phạm sát sanh làm khổ đau chúng sanh. Nếu chúng ta là một bậc thánh thì không nói vọng ngữ, không vọng ngữ chỉ có bậc thánh mới làm được. Chứ một con người chúng ta khó mà làm được Tuy rằng chúng ta nói vọng ngữ không hại mình, hại người khác Nhưng đó cũng là một điều kiện làm cho chúng ta mất uy tín với mọi người Nó làm cho người khác xem thường, không tin tưởng mình Nhưng khi chúng ta hiểu đó là đức hạnh uy tín làm người, làm thánh Dù lời nói vọng ngữ, đó không hại ai hết Nhưng chúng ta không nói huống là nói dối hại mình hại người thì lại càng không được nói nếu chúng ta nói thật mà làm hại người thì sao chúng ta có quyền không nói chứ không nói tức là che giấu tội ác của kẻ khác ư giới luật đạo đức của đạo phật khó như vậy vì thế chúng ta phải được học hỏi và tu tập rèn luyện dần dần mới thành thói quen đạo đức được mới trả lời được những câu hỏi trên thầy thiết nghĩ muốn đi vào con đường của đạo Phật thì phải đi vào con đường giới luật tức là con đường đức hạnh khi chúng ta có đức hạnh rồi thì chúng ta mới có thiền định đức Phật nói khi tâm ly dục ly ác e pháp thì tâm định tịnh nhu nhuyễn dễ sử dụng lúc tâm nhu nhuyễn dễ sử dụng thì muốn nhập các định dù bất cứ định nào cũng không có khó khăn không có mệt nhọc trong các kinh, Đức Phật đã xác định rõ ràng như vậy, thế chúng ta sống giới luật không nghiêm chỉnh, ăn uống vi thời như người giàu có, danh lợi cuốn mình vào trong cái lớp áo giàu sang thì làm sao mình ly dục, ly ác pháp được? Muốn ngồi thiền nhập định mà không ly dục, ly ác pháp thì làm sao nhập định được? Cho nên do không sống đúng giới luật thì không bao giờ nhập định được như trên thầy đã nói tóm lại lòng hiếu sinh là một đức hành cao quý tuyệt vời của con đường giải thoát mà người đệ tử đạo phật dù tu sĩ hay cư sĩ đều phải thực hiện cho bằng được nhờ thực hiện cho bằng được thì từ đó chúng ta có một tâm hồn biết can hòa tình yêu thương với sự sống buôn lòi trên hành tinh này thì không còn làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh nữa. Ngăn ác diệt ác pháp. Các cư sĩ về đây muốn tu tập thì Thầy sẽ dạy cho ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiền tăng trưởng thiền pháp. Trong gia đình phải đối xử với nhau hòa thuận như nước với sữa. Cha mẹ đối xử với con như thế nào, chứ đừng động chuyện gì cũng la, cũng mắng chửi rủa con cái rốt cuộc rồi con cái của mình tuy sống gần nhưng lại cách xa mình nó làm những việc gì nó không dám cho cha mẹ biết nó đều che giấu cha mẹ bởi vì con cái sợ la rầy thì làm sao nó dám nói thật với mình làm cha mẹ nên xem nó như người bạn còn xem nó là đứa con nít là con của mình thì tự mình đã lìa xa con cái rồi như vậy bốn phận làm cha mẹ chưa tròn đạo đức cha mẹ cần phải học đạo đức nhân bản nhân quả không làm khổ mình của người dù nó là con mình mình sinh ra mình cũng không có quyền làm khổ nó nó cũng là một con người như bao con người khác phải đối xử với nó như thế nào cho đúng đạo đức cho nên có học đạo đức mình mới biết đối xử với con cái của mình còn con cái của mình có học đạo đức thì nó mới biết đối xử với cha mẹ nó không bao giờ làm cho cha mẹ buồn khổ như vậy rõ ràng chúng ta cần phải học đạo đức không làm khổ mình khổ người tức là ngăn ác diệt ác pháp học tập đạo đức chúng ta tu theo đạo phật mà không học tu tập đạo đức mà lại đi học thiền đình để kiến tánh thành phật hoặc đi tụng niệm để cầu được sanh về cực lạc Tây Phương, để cầu siêu cầu an thì điều này có đúng không? Những điều này chỉ là ảo tưởng của chúng ta mà thôi, chứ làm sao mà nhập định được. Khi tâm còn tham sân si, mà làm sao có cảnh giới Tây Phương được mà cầu về đó? Phóng chừng có cõi cực lạc ở Tây Phương thực sự thì Đức Phật Di Đà có dám rước chúng ta về đó không? tâm chúng ta còn dẫy đầy tham sân si ngút ngàn chưa có một chút gì là đạo đức thì ai dám rước mình về nếu rước về nước cực lạc thì chắc nước cực lạc sẽ không còn là cực lạc nữa ví dụ trong nhà thầy hoàn toàn mọi người đang sống hòa thuận yên ổn bây giờ rước thêm một cô dâu về nhà cô dâu không phải là người hiền đức nên mọi sự việc xảy ra rầy rà la khóc trong nhà này giống như địa ngục, ở đây thầy đem ví dụ để nói tâm chúng ta đang còn tham sân si, không có đạo đức. Mà muốn về nước cực lạc thì nước đó có còn cực lạc nữa không như trên đã nói. Để chúng ta rõ, khi tâm chúng ta chưa hết tham sân si thì không có đức Phật nào dám rước chúng ta đâu. Nên chúng ta đừng có sống trong ảo tưởng về việc cầu vãng sanh không được đâu các bạn à. Điều đó chắc chắn không ai rước mình đâu. Còn nếu mà mình sống đạo đức khẳng hoi thì Đức Phật Di Đà đến thỉnh mình. Mình cũng không muốn đi nữa vì mình vẫn ở trong cực lạc rồi, không cần về nước Phật. Mình vẫn ở trong nước Phật bởi thiền pháp không làm khổ mình, khổ người. Thì nó là cực lạc rồi, an vui rồi, chứ đi tìm nơi đâu nữa, đó là một sự thực tế không có ảo tưởng, phải không hỏi các bạn. Cho nên, chúng ta sống đúng, tu tập đúng pháp, ngăn ác, diệt ác, sanh thiền, tăng trưởng thiền. Sống đúng tâm hồn, thanh thản an lạc, vô sự thì đó là cực lạc, đó là niết bàn, đó là thiên đàng, chính đó là tu tập đạo đức làm người. Bất đồng tâm đình Đức Phật nói tâm ly dục ly ác pháp là nhập sơ thiền do ly dục sanh hỷ lạc nhưng chúng ta đang còn ở trong năm chi thiền của nó tầm tứ hỷ lạc nhất tâm tức là chúng ta đang ở trạng thái sơ thiền thi còn nếu như chúng ta xả năm chi thiền này ra thì chúng ta đang ở trong trạng thái bất đồng bất đồng đó là niết bàn Lúc bây giờ chúng ta có còn tu gì nữa không? Hay chỉ ly dục, ly ác pháp xã năm chi sơ thiền là nhập vào bất đồng tâm định hay là vô tướng tâm định là đủ? Mà đã ly dục, ly ác pháp là đạo đức của con người, đạo đức không làm khổ mình, không làm khổ người. Cho nên lúc nãy Thầy nói Đức Phật dạy, ta nói ly dục, ly ác pháp tức là ta nói giới luật. Người nào sống đúng giới luật tức là ly dục ly ác pháp còn người nào sống không đúng giới luật là không ly dục ly ác pháp nhưng muốn sống đúng giới luật mà không ức chế thân tâm thì phải có pháp hành để tu pháp hành để tu như thế nào tứ chánh cần ngăn ác diệt ác sanh thiền tăng trưởng thiền khi ngăn ác diệt ác xong chúng ta tiếp tục quét sạch những pháp ác vi tế trên thân thọ tâm pháp của chúng ta thân thọ tâm pháp là thân ngũ uẩn của chúng ta thân ngũ uẩn của chúng ta gồm có sắc thọ tưởng hành thức trên thân ngũ uẩn gồm có bốn chỗ thân thọ tâm và pháp nên Đức Phật dạy chúng ta tu tứ niệm xứ trên bốn chỗ này để chúng ta quan sát và đẩy lui chướng ngại pháp trên đó Nhờ có tu tập như vậy nên toàn bộ thân thọ tâm pháp của chúng ta thanh tịnh. Mà tâm đã thanh tịnh là tâm không phóng dật. Tâm không phóng dật là tâm đã ly dục, ly ác, pháp hoàn toàn. Như vậy, rõ ràng trong giai đoạn đầu chúng ta tu pháp gì? Tu tứ chánh cần. Giai đoạn kế tu pháp tứ niệm xứ Tu pháp môn tứ niệm xứ chúng ta chỉ có quan sát để quét sạch những ác pháp vi tế trên thân thọ tâm pháp của chúng ta. Vậy thì, tứ dính còn chúng ta sống như các cư sĩ đang chung đồng mọi pháp ác, gặp pháp nào ác chúng ta đều ngăn và diệt ác pháp ấy, làm cho đời sống của chúng ta tràn đầy đạo đức, không làm khổ mình khổ người. Còn bây giờ, với chiếc áo tu sĩ như thầy thì vào thất không có ai làm động mình hết vì vậy mình ngồi đây quét sạch chướng ngại trên thân tâm của mình giống như ông châu lợi bàn Đạt, khi ông học bài kệ bốn câu không thuộc thì người anh của ông đuổi ông về nhà ông ngồi khóc đức phật đi ngang qua thắt ông ông mới trình bày với đức phật biết nguyên do ông khóc đức phật bảo ta sẽ dạy con chỉ cần quét cái tâm cho sạch quét tâm cho sạch tức là tu tứ điểm xứ sau một thời gian ngắn, ông thực hiện trọn vẹn lời dạy pháp môn tứ niệm xứ và chứng quả A La Hán đầy đủ tâm minh. Cho nên, trong giai đoạn đầu chúng ta tu tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác pháp, cuối cùng chúng ta vào trong tu viện sống độc cư trầm lặng rồi chúng ta quét sạch những ác pháp vi tế trên thân thọ tâm pháp của chúng ta tức là tu tứ niệm xứ khi tâm nó hoàn toàn Xung mãn về tứ niệm xứ thì có bốn thần túc đầy đủ trong thân tâm khi có bốn thần túc đầy đủ thì thiền định nhập đâu còn có khó khăn nên đức phật bảo rằng tâm định tịnh nhu nhuyễn dễ sử dụng thì nhập định không có khó khăn không có mệt nhọc không có phí sức nghĩa là lúc bấy giờ mình chỉ dùng định như ý túc tức là định thần túc là muốn nhập định nào thì sẽ nhập định như thế ấy một cách dễ dàng khi tâm đã thanh tịnh không còn tham sân si thì mình bảo diệt tầm tứ nhập nhị thiền tức thì tâm diệt tầm tứ và nhập vào trạng thái nhị thiền tức khắc vậy ai diệt tầm tứ tâm thanh tịnh của chúng ta diệt tầm tứ chứ không pháp nào khác hơn nữa tức là tâm lực của chúng ta do tu tập tứ niệm xứ sung mãn mà có chứ không thể nào ngồi lâu mà chúng ta diệt nổi tầm tứ diệt lỗ tai diệt con mắt muối miền thân và diệt ý thức của chúng ta được ở đây chúng ta ngồi nghĩ đừng cho khỏi niệm là diệt nó sao diệt không thể được đâu vì vậy chúng ta chỉ còn tu tập tứ niệm xứ sung mãn thì có tứ thần túc trong tứ thần túc có định như ý túc như trên đã nói các phật tử có nghĩa Đức Phật thuộc lại khi Đức Phật nhập định cách đó 200 mét. Trời sét đánh chết hai con bò, tiếng xét to lớn như thế mà Đức Phật trong định không nghe thấy gì cả. Bởi vì nhĩ căn nó ngưng hoạt động, nhĩ căn không hoạt động thì giống như người điếc phải không quý Phật tử. Người điếc thì còn nghe được âm thanh gì nữa dù tiếng lớn cũng như tiếng nhỏ. Không nghe nhưng chúng ta vẫn tỉnh bơ, vẫn biết như thường, chỉ không nghe, không tắc ý, không suy nghĩ. Hiện giờ cái biết của chúng ta, hiện giờ giống như cái biết trong giấc mộng. Cho nên, khi nhập nhị thiền thì chúng ta rơi vào thế giới tưởng. Khi bước vào chỗ này, thì Đức Phật bảo phải ly tất cả hỷ, mở ngọt, ly hỷ trú xã, đóng ngọt. Ly tất cả các trạng thái hỷ tưởng, có 18 loại trạng thái hỷ tưởng phải xả ra hết. Lúc bây giờ xả ra sạch mới nhập được tam thiền. Có đúng như vậy không? Còn chúng ta nhập nhị thiền, thấy hỷ lạc tưởng cho rằng đình sanh hỷ lạc này là thật. Nhưng không ngờ đó là trạng thái của xúc tưởng hỷ lạc. Xúc tưởng hỷ lạc là một trong 18 loại tưởng. Nếu không biết xả thì chúng ta sẽ bị rơi vào trong thế giới ma tưởng chứ không phải là thiền định gì cả hầu hết các sư thầy hiện giờ đang rơi vào loại thiền định này mà họ tưởng rằng mình nhập được chánh định ôi thật là vô minh tội nghiệp thay một cuộc đời tu hành xả bỏ hết nay còn gì đâu nữa có những người tu ức chế tâm thấy sắc tưởng hay tin tưởng cho là định tưởng xuất hiện những người này đã rơi vào mây hồng tròn của định tưởng mà không biết. Khi rơi vào trong mây hồng tròn này thì chẳng bao giờ họ nhập được tam thiền. Họ chỉ còn lanh quanh trong cái thế giới tưởng này để đạt đến thần thông tưởng mở ngọt, ngũ thông, đóng ngọt. Chúng ta muốn nhập tứ thiền thì sau khi đã dừng tất cả các trạng thái tưởng được xem như người ngủ không còn chim bao không còn chim bao thì lúc bấy giờ chúng ta nhập tứ thiền mới được an toàn. Chúng ta tịnh chỉ hơi thở, tức là chúng ta ra lệnh cho hơi thở phải tịnh chỉ, ngưng, nhập tứ thiền, chứ không phải chúng ta nín thở. Ngay đó, theo sự lệnh truyền của chúng ta thì dần dần tuần từ hơi thở sẽ dừng lại. Nhưng khi dừng lại, thân tâm của chúng ta không hoại diệt vì thân tâm chúng ta thanh tịnh sống đúng giới luật không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào còn như cơ thể chúng ta bất tịnh thì ngừng thở là chết ngay liền tức khắc bởi vì cơ thể chúng ta đang tiếp xúc và đang được nuôi dưỡng với những chất ô nhiễm ô trượt tâm thì còn dãy đầy tham sân si luôn sống trong đau khổ mà bảo hơi thở dừng thì làm sao nó dừng được nếu nó dừng được thì đó chỉ là hơi thở tưởng dừng chứ không phải hơi thở thật dừng các nhà yoga học tập luyện tâm họ chưa ly dục ly ác pháp hoàn toàn mà họ dừng được hơi thở họ dừng được hơi thở là tại sao ở đây họ phải dùng tưởng đi tu tập như tưởng thở bằng trán bằng lỗ chân lông vân vân họ thở được là nhờ năng lực của tưởng người tu theo tưởng định chỉ có ngũ thông tưởng chứ nó không có lục thông tam minh bởi vì không có lậu tận minh nên nghiệp tái sanh vẫn còn phải tiếp tục tái sanh luân hồi, tức là tâm tham sân si còn nguyên. Còn một người tu ly dục ly ác pháp hoàn toàn, tâm thanh tịnh thì sẽ lìa hết các lầu hoặc, lìa hết các lầu và tiếp tục tu các thiền định và tâm minh thì mới chấm dứt nghiệp tái sanh luân hồi. Đó là con đường tu tập đúng của đạo Phật là như vậy. Tâm lực giúp chúng ta tự tại nhập định Tự tại đưa tâm đến tâm minh Ngoài sự tu tập này Không còn có cách nào khác Giúp chúng ta nhập định Và thực hiện tâm minh được Cho nên chúng ta tu đúng pháp Thì có giải thoát Còn tu không đúng Thì không có giải thoát Vì thế căn bản sự tu tập thiền định Của Đạo Phật là ở chỗ giới luật Nhờ có giới luật Tâm mới ly dục ly ác pháp Nhờ có ly dục ly ác pháp mà tâm mới bất đồng tâm bất động là giải thoát hoàn toàn ra khỏi nhà sinh tử chấm dứt luân hồi còn vấn đề thiền định và tâm minh là vấn đề phụ thọ bác quan trai hôm nay trong chiếc áo của người cư sĩ tu tập thọ bác quan trai thì giữ gìn tám giới không có gì khó chứ đừng có vội xuất gia tu hành khi xuất gia tu hành chúng ta thọ sa di giới tỳ kheo giới tất cả những giới này đâu phải dễ giữ gìn được đâu phải sống ngay liền được ví dụ trong thập giới sa di thôi có một giới cấm ăn uống phi thời chỉ ngày ăn một bữa có giới cấm cất giữ tiền bạc có giới cấm nghe ca hát và từ ca hát có giới cấm trang điểm làm đẹp làm dáng Thế mà ông thầy nào cũng ăn ngày ba bốn bữa, cũng cất giữ tiền bạc, cũng xem ca hát thì tự hỏi như vậy có đúng không? Nếu tu sĩ ăn uống phi thời thì làm sao Phật giáo sống được? Mấy ông thầy ăn uống ngủ nghỉ sai giới luật, có ông thì đi chân trần, có ông thì mang giếp da thú vật, có ông lại có xe hơi riêng xe cúp, xe hông đa chạy bất kể luật lệ đi đường. Lại các thầy lái xe lại đèo thêm một cô Phật tử, Lại các thầy đèo thêm một cô Ni sau lưng, Thì tôi hỏi Đạo Phật còn có nghĩa lý gì của Đạo Phật nữa, Giới luật ở chỗ nào nữa, Làm sao Ly dục Ly bất thiện Pháp được, Đó là những cái đau lòng nhất của Phật giáo hiện nay, Đó là những điều kiện để cho chúng ta xác định Phật giáo đang khi đòi, ngoại đạo mạo danh Phật giáo để làm suy si đồi Phật giáo chứ không hưng thịnh. Mặc dù bây giờ cái hàng vàng tu sĩ Phật giáo nhưng tu danh tu lợi bao nhiêu trường Phật học mở cửa để đào tạo tu sĩ tại Đức. Những nhân tài học thức như vậy chẳng có lợi ích gì cho xã hội mà còn thêm gánh nặng cho mọi người. Những hàng tu sĩ danh lợi này quá đông còn những tu sĩ tìm tu giải thoát của Phật giáo thì quá ít. Số tu sĩ tu danh tu lợi này là gánh nặng cho tín đồ. Các cư sĩ phải nuôi, phải cúng dường. Mỗi lần trai tăng là mỗi lần quý vị phải đóng góp nhau từng đồng từng cắt để cho họ ăn, họ sống, họ học. Họ chia của cải trên mồ hôi nước mắt của quý vị cho nên quý vị biết rằng giới luật còn là Đạo Phật còn, giới luật mất là Đạo Phật mất. Chúng ta không nên nói giáo với những người này, họ là giặc trong Phật giáo, họ đang diệt Phật giáo. Quý vị đừng nghĩ rằng người nào làm tội là họ phải chịu tội, tội những người làm cho Phật giáo suy si đồi, họ không tránh khỏi nhân quả đó đâu. Nhưng quý vị cúng dường không đúng chánh pháp là tiếp tay làm hư hoại Phật giáo thì quý vị là người đệ tử cư sĩ tại gia của Đức Phật sẽ không xứng đáng quý vị cũng phải chịu trách nhiệm tội lỗi phá hoại Phật giáo. Ví dụ, một người ngoại quốc vào đất nước Việt Nam đến chùa lăng miếu chỗ đông người, nơi đâu cũng đều thấy ăn mày đi xin tiền, xin thực phẩm thì họ sẽ chơi đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam phải không các bạn? Tại sao lại có ăn mày như vậy? Tại vì quý vị đặt lòng thương không đúng chỗ, có nghĩa là thấy ăn mày là quý vị bố thí. Bố thí như vậy, quý vị sẽ biến đất nước này thành đất nước ăn mày. Nhà nước có bổn phòng, phải tập trung những người ăn mày tàn tật vào một cái trại nào đó. Chúng ta, những người dân cùng nhà nước, sẽ bỏ tiền bạc để nuôi những người ăn mày này, những người bất hành, chứ không nên để những người bất hạnh, tàn tật, ăn mày đi xin rải rác khắp nơi, làm xấu cho đất nước chúng ta. Cũng như bây giờ, quý vị cứ nuôi những ông thầy phá giới luật, hàm giới luật như vậy. Quý vị tưởng như vậy thì Phật Pháp còn ư. Hoặc quý vị bỏ ra hàng tỷ bạc như vậy, đi xây cất những ngôi chùa đẹp, thì như vậy có phải làm hưng thịnh Phật giáo không? Không đúng đâu! Quý vị làm cảnh đẹp tham quan để quý vị đi giải trí quên sự mệt nhọc bằng những hình thức tu tập. chứ tu tập như vậy đi đến đâu thưa quý vị? Quý vị quên rằng nơi của Phật giáo không phải là những cảnh tham quan đẹp đẽ Hình ảnh của Phật giáo là sống không chùa, không nhà cửa, chỉ ba y một bát, tròi tranh vách lá mà thôi. Đời sống người tu sĩ là sống du tăng khất sĩ đầy đây mấy đó không dính mắt một cái gì hết. Quý vị cất chùa to, tốt đẹp. Và ông thầy là một công nhân viên để phục vụ cúng bái cầu an, cầu siêu, ma chay, làm tuần, làm tự, xin xăm bói quệ. Xem ngày giờ tốt xấu cho quý vị. Như vậy quý vị rất thỏa mãn, tinh thần. Quý vị đã làm hư hoại Phật giáo hết rồi. Phật Pháp không phải là chỗ để an ủi tinh thần cho quý vị, mà là chỗ để quý vị đuốc lên mà đi trên đường giải thoát. Cho nên tu là phải tu đúng pháp. Chùa là nơi để cho quý vị đến đó thọ bát quan trai. Để quý vị tu tập một ngày làm Phật, làm thánh tăng, thánh đi. Chứ đâu phải chùa là nơi để cho quý vị đến đó tham quan ngọn cảnh tồn kinh niệm Phật. Ngồi thiền, lạy lễ hồng danh sám hối theo kiểu bà la môn. Cho nên... Những gì thầy nói ra là những gì muốn xây dựng lại cái tốt đẹp cho phật giáo những gì thầy nói ra là muốn đem lại cho quý vị được một ngày làm phật một ngày được giải thoát chứ không phải ở đây lý luận nói thế này nói thế khác để rồi rốt cuộc tu hành chẳng ra gì tu sĩ phải ra tu sĩ mà cư sĩ phải ra cư sĩ đâu ra đó hẳn hoi cư sĩ phải hộ trì phật pháp hộ trì đúng chánh pháp chứ không thể hộ trì không đúng pháp. Thầy nói thật sự, được nghe là Thầy là may mắn cho quý Phật tử, dù sao quý Phật tử cũng còn mang những kiến chấp, cho Thầy quá cố chấp, quá sân hận quá nặng lời, quá lỗi thời, không hợp với thời đại này. Đối với Thầy, quý vị muốn nói sao cũng được, miễn là lời nói của Thầy là chân thật của Phật giáo, làm sống lại Phật giáo thật ra pháp môn gì mà Đức Phật ngày xưa đã để lại thì ngày nay chúng ta áp dụng vào đời sống và đem lại lợi ích và hạnh phúc cho con người chứ không phải lỗi thời thường thường người ta nghĩ rằng thầy chấp giới chấp cái này chấp cái kia vì vậy cho thầy lỗi thời không hợp bây giờ vật chất tiền của xe cộ tất cả mọi thứ hiện đại, đại tiện nghi như vậy mà thầy ôm bác đi bò xin ăn thì quá lối thời Vì hiện giờ ăn uống đầy đủ Ngày xưa không đầy đủ thì đành chịu còn bây giờ đầy đủ, thầy còn chấp giặt những điều thiếu dục, tri túc đó thì không hợp thời. Ở đây, thầy suy nghĩ tư duy cái nào giải thoát, cái nào không giải thoát, cái nào đưa đến dục lạc và cái nào không đưa đến dục lạc. Cái chỗ này là chỗ quan trọng mình phải tư duy suy nghĩ kỹ lưỡng thì mình phải chấp nhận sống đúng đời sống của một vị tu sĩ thánh tăng khi mình sống đúng hành giải thoát thì người cư sĩ ủng hộ và bảo trì phật pháp thật ra phật pháp còn là do bàn tay của những người cư sĩ còn tu sĩ chỉ là những người có nhiệm vụ tu tập để thực hành đúng phạm hành để thực hiện được gương hạnh cho người cư sĩ để người cư sĩ nương theo Người tu sĩ đừng nên sang ngã chạy theo dục lạc, chạy theo lòng ham muốn của mình. Nó là ác pháp, nó làm cho người cư sĩ khổ đau, phiền não trong lòng. Hôm nay Thầy nói ra để chúng ta thấy biết rõ ràng. Tóm lại, muốn tu tập để được giải thoát hoàn toàn thì chúng ta, mỗi người dù tu sĩ hay cư sĩ đều phải tu tập thọ bát quan trai vì đó là bắt đầu cho một cuộc sống ly dục ly ác pháp cuộc sống làm phật cuộc sống thánh thiện cuộc sống giải thoát cuộc sống cao thượng học đạo đức bây giờ chúng ta quay trở lại vị trí tu hành trước tiên chúng ta phải học đạo đức đạo đức không làm khổ mình không làm khổ người đạo đức nhân bản nhân quả đó là một điều quan trọng đem đến lợi lạc cho quý vị sống trong gia đình đối xử với nhau hoàn toàn đưa gia đình đến an vui hạnh phúc chân thật ví dụ bây giờ mình muốn đi tu mà vợ con không cho đi nhất định chúng ta không được đi tại sao vậy mình đi tu vợ con mình đau khổ nhớ thương cho nên mình không đi mình không đi không có nghĩa là mình không tu. Vì đạo Phật dạy ta tu nhẫn nhục tùy thuận. Nhẫn nhục trước sự không bằng lòng của vợ con, nhưng chúng ta tùy thuận không bị lôi cuốn vào con đường ái cách sự. Đó là cách khéo léo đưa dần cả gia đình đến với Phật pháp. Cả gia đình chúng ta là một cụm nhân quả, chúng ta không thể bỏ đi tu để vợ con buồn khổ như thế này được cho nên chúng ta phải sống trong gia đình chúng ta phải làm những gương hạnh gì để dẫn dắt vợ con mình theo đường lối đạo đức của phật giáo mình phải làm gương hạnh đạo đức hẳn hoi để giúp cho gia đình mình an vui vợ con đồng hướng theo một hướng tốt chờ đến khi đủ duyên chúng ta ra đi vợ con rất sung sướng là vì mong cầu cho chồng mình đi tu còn con cái ước ao người cha của mình thực hiện được đào giải thoát để về dìu dắt mẹ và anh chị em mình cùng đi trên con đường đó. Nếu gia đình đều đồng ý thì hạnh phúc biết bao, vậy mình phải sống như thế nào để sống đúng đạo đức làm gương trong gia đình. Không những làm gương cho gia đình mình mà còn làm gương cả xóm giềng chung quanh mình nữa. Vậy sống như thế nào để mình dẫn dắt những người chung quanh xóm giềng của mình. Ví dụ, một nhà hàng xóm bên cạnh ngay trước nhà mình thường hay ném rác bẩn sang nhà mình. Mình cứ xách chổi ra quét dọn sạch sẽ, không la lối chửi mắng ai cả. Và như vậy, chúng ta đã dạy cho họ một bài học đạo đức. Chắc chắn một ngày nào đó họ sẽ trở thành người tốt. Người ta đã vô minh không hiểu đạo đức vệ sinh người ta chỉ nghĩ đến cá nhân chứ không nghĩ đến ai hết đạo đức dạy chúng ta nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng vì thế tốt hơn hết mình cứ vui vẻ quét dọn sạch sẽ và nghĩ rằng đây là nhân quả đời trước của mình mình có nợ với người này người này mới xả rác như vậy thì mình cứ vui vẻ làm đi làm cho sạch làm cho người đó họ ngạc nhiên và tự hỏi tại sao Ông ta không tức giận mình nếu người khác lùa rác, lùa chốc bẩn vô nhà mình thì mình có giận không? Mình tin chắc sớm muộn gì người ta cũng ý thức được điều đó, chứ không phải không. Nhưng mình phải bền trí để giáo dục đạo đức cho người. Khi nhân quả thiện của mình tạo ra đến lúc chín mùi, nó sẽ chuyển đổi, thì người ta sẽ hối hận tức khắc và sẽ đến xin lỗi mình bởi vì nhân quả đã chuyển đổi chứ không phải cố định. Ví dụ bây giờ thấy người ta đổ rác làm bỏng nhà mình, mình tức giận. Tức là mình bị nhân quả chuyển, chuyển từ nhân đến quả. Còn mình chuyển nhân quả thì mình không tức giận, do đó mình trả hết các nợ nhân quả đời trước. Khi nhân quả trả hết thì không bao giờ người ta làm bẩn trong nhà mình nữa. Mình phải thấy rằng nhân quả nó chuyển biến chuyển biến để làm cho cuộc sống từ bất yên ổn trở thành yên ổn, thanh tịnh hòa hợp với nhau, nó không làm động nhau nữa. Chỗ tu tập của Đạo Phật Nguyên Thủy không có dạy người ta vào chùa tụng kinh gõ mõ, lầy sám hối để cầu chư Phật phù hộ cho chúng ta bình an, tai qua nạn khỏi. Chúng ta có làm lỗi, nhưng biết sự làm lỗi đó là ác pháp. Do đó, Chúng ta nhất quyết không làm lỗi nữa, khi không làm lỗi nữa là phải tự mình chứ không ai giúp mình hết làm lỗi, cho nên Đức Phật bảo: Các con hãy từ thấp đuốc lên mà đi. Bây giờ mình không thấp đuốc lên đi mà cứ vô chùa tụng kinh cầu chư Phật phù hộ cho mình được sao? Tại sao mình đi ngược lại lời dạy của Đức Phật như vậy, làm sai như vậy mà bảo mình tu theo Phật giáo, cái đó là cái sai tu theo Phật giáo là chúng ta phải từ lực mỗi một ác pháp đến làm cho tâm chúng ta chướng ngại thì ngay đó chúng ta xả xả tức là chúng ta chuyển đổi được nhân quả nhắc lại ví dụ trên có người đưa rác làm bẩn nhà mình mình cứ vui vẻ hốt dọn dẹp sạch sẽ không tức giận tức là đầu tiên mình chuyển được tâm nhân quả của mình cái đó nữa mình thấy được cái nhân quả của mình và tự nguyện sẽ hốt sạch rác này cho đến khi trả hết nghiệp khi hết nghiệp chắc chắn chúng ta sẽ cảm hóa được người làm bỏng nhà mình nếu tôi cảm hóa được người này thì họ không còn là người xấu họ không còn là người xấu thì tôi rất mừng vì tôi đã dẫn dắt họ vào con đường đạo đức do đó tôi phải bền chí tôi làm việc này một tháng cho xong hai tháng cho xong một năm hai năm cho đến ba năm Chắc chắn chúng tôi sẽ cảm hóa được người này bằng những hành động vui vẻ không giận hờn người này. Như vậy, rõ ràng chúng ta đang theo pháp Phật dạy ngăn ác diệt ác pháp. Đó là cách thức tu tập của chúng ta có giải thoát ngay liền. Đây là một ác pháp nữa. Người ta chửi mình, mình giận dữ, tức là mình đem ác pháp vào trong tâm của mình. Mình tự làm khổ mình, chứ có lợi ích gì đâu. Nếu người ta chửi mình, mình không giận, tức là mình không đem ác pháp vào tâm mình. Mình không làm khổ mình, và như vậy mình có lợi ích lớn cho mình. Tóm lại, một người tâm bất đồng trước các ác pháp là người sống có đạo đức với mình, với mọi người. Làm chủ sự sống chết Nếu thầy làm chủ được bệnh của thầy, tức là thầy làm chủ được cái chết, làm chủ được cái chết, tức là làm chủ nhân quả, ngồi nhân quả ra thì không có cái chết, bởi vì thân của thầy là thân nhân quả, cho nên nó phải có sanh có diệt. Khi tu tập theo giáo pháp của Đức Phật thì trước tiên thầy làm chủ cái tâm, làm chủ cái tâm là phải làm chủ tâm không sân, không tham, không si. Do đó, chủ tâm nên mới không tham sân si nếu không làm chủ tâm được thì tâm tham sân si cũng giống như mọi người khi làm chủ được tâm không tham sân si rồi thì làm chủ được bệnh đầu của thầy đau nhất thì bảo cái thọ này vô thường cái đầu đau nhất này phải rời khỏi thân này đi và không được đau nhất nữa khi hướng tâm như vậy thì từ cái đau nhức đầu sẽ đi mất như vậy có phải cần uống thuốc không hỡi quý phật tử đâu có cần uống gì. Nay thầy đã sống trên 78 tuổi rồi mà thầy vẫn sống bình thường, không có đau bệnh gì, khó khăn, khổ sở. Nếu có đau thầy chỉ đuổi nó đi. Khi thầy sắp chết thầy bảo hơi thở ngưng đi, cái thân già yếu này sống làm chi cho thêm cực khổ quá vậy. Chết đi cho rồi. Thì bắt đầu nó ngưng hơi thở, thầy chết. Bởi vì thầy làm chủ được thân nhân quả cho nên Đức Phật nói thiên thường thiên hà duy ngã độc tôn nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử giải nghĩa trên trời dưới trời con người duy nhất khắp trong thế gian vượt qua sanh già làm chủ bệnh chết đức phật đã vượt qua sanh già bệnh chết tức là làm chủ sanh tử vậy thì người tu theo đạo phật vốn có tâm niệm với mục đích làm chủ được bốn nỗi khổ đau này mục đích của chúng ta là tu tập ngồi thiền để làm chủ sự sống chết và chấm dứt luân hồi phải không? Ở đây chỉ dạy cho quý vị ngăn ác diệt ác pháp, có nghĩa là người ta chửi mình, mình không giận, mình không tham muốn gì hết. Dù thấy các vật đẹp mình cũng không ham muốn, chứ không phải ngồi thiền, hít thở, niệm Phật, niệm chú, tụng kinh, sám hối vân vân và như vậy quý vị đã làm chủ được cái tâm tham sân si của mình tức là quý vị đã làm chủ được nhân quả trong cuộc sống của mình tức là làm chủ nhân quả của tâm khi đã làm chủ nhân quả của tâm được rồi thì tiếp tục tu tập để làm chủ nhân quả của thân làm chủ nhân quả của thân là làm chủ bệnh tật và chết phải không vì có làm chủ được tâm thì đó mới làm chủ được cái nhân làm chủ được cái nhân chưa đủ nên phải làm chủ cho được cái thân làm chủ được cái thân tức là làm chủ được cái quả cái quả thân của chúng ta hiện giờ đó là nhân đời trước nhờ làm chủ được tâm thì mới làm chủ được thân nếu không làm chủ được tâm thì không thể nào làm chủ được thân khi chưa làm chủ được tâm thì thân của quý vị có dứt đầu dù cho quý vị có biết dùng pháp hướng nhắc tâm đến cả ngàn lần thì nó cũng nhức đầu chứ không bao giờ hết. Còn bây giờ thầy đã làm chủ được cái tâm thì thầy chỉ nhắc nó một vài lần là nó hết nhức đầu ngay liền. Làm chủ được bệnh khổ như vậy thì dù có đem tiền bạc chất như núi Thái Sơn cho thầy thì thầy cũng không ham. Người ta chửi thầy, thầy không giòn. Cái không sân của thầy dù ai có đổi chùa to Phật lớn thầy cũng không ham tại vì thầy đã làm chủ tâm của mình được rồi nên danh lợi xen giàu đối với thầy trở thành vô nghĩa do danh lợi xen giàu trở thành vô nghĩa đối với thầy thì thầy phải làm chủ được bệnh làm chủ được bệnh thì thầy làm chủ được chết của mình làm chủ được cái chết của mình thì thầy phải chấm dứt tái sanh luân hồi của thầy có phải vậy không giống như trên thầy đã dạy vì thế Chúng ta tịnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền Khi nhập xong tứ thiền thì chúng ta thực hiện tâm minh Mà thực hiện tâm minh thì nghiệp lậu hoặc không còn nữa Do đó Thầy đã chấm dứt sự tái sanh luân hồi của mình Chấm dứt luân hồi tái sanh Tức là chấm dứt nghiệp lực tái sanh Chứ không phải có thần thức linh hồn đi tái sanh Mà chính là nghiệp Nghiệp là do hành động thiện ác của chúng ta tạo ra Ví dụ, Chúng ta uống rượu, nó sẽ thành quen đi với rượu, nếu không có rượu thì cơ thể chúng ta khó chịu phải không? Chúng ta hút thuốc nó quen đi, bây giờ không hút thuốc, nghe buồn bã, nghe khó chịu trong lòng, hút thuốc vào là khỏe trong người liền, đó là nghiệp dẫn dắt mình ham thích dục lạc. Nó làm cho mình khổ sở, do như vậy chúng ta bị nhiễm. Sự nhiễm như vậy trở thành nghiệp Bây giờ chúng ta làm chủ nghiệp thì làm sao nghiệp đi tái sanh luân hồi được phải không? Nếu chúng ta còn tham sân si thì còn nghiệp. Nghiệp còn thì tiếp tục đi tái sanh. Hằng ngày thầy tu tập làm chủ nghiệp. Tu tập làm chủ nghiệp tức là tu tập tâm không tham, không sân, không si. Hằng ngày thầy thường nhắc tâm không tham sân si phải ly dục, ly ác pháp đi hoặc thì nhắc tâm như cục đốc ly tham sân si đi đừng có tham sân si nữa tham sân si là ác pháp là khổ đau thì nhắc nó như vậy hàng ngày nên nó trở thành nghiệp không tham sân si khi chưa biết tu tập chúng ta thường hay tham sân si lâu ngày nó hung tập thành nghiệp tham sân si còn bây giờ thì hung tập nghiệp không tham sân si nghiệp không tham sân si thì nó có cái tái sanh không quý vị nghiệp không tham sân si thì không tái sanh. Còn chúng ta đi tái sanh là do nghiệp tham sân si như vậy có đúng không? Vì Đức Phật xác định thân ngũ uẩn của chúng ta là sắc thọ tưởng hành thức. Và thức cũng là một trong năm thứ hội diệt của thân ngũ uẩn Thân này hội diệt thì rã hết năm uẩn kia, sắc thân này tan rã thì thức này cũng tan rã. Thì thân ngũ uẩn có còn cái gì đâu, thế mà chúng ta chấp ở trong thân này còn có thần thức linh hồn tánh biết tánh thấy tánh nghe nếu có linh hồn nhập vào đồng cốt thì đó là tưởng thức của chúng ta tạo tác chứ không phải linh hồn chúng ta đã nhận sai rồi không đúng đâu vì đức phật nói khi chúng ta chết đi thì không còn có cái gì tồn tại hết nó chỉ còn lại nghiệp với hành động thiện ác của chúng ta nghiệp đó nó tái sanh như trên đã nói vì thế Chúng ta mãi mãi tái sanh mà không bao giờ dứt. Hôm nay chúng ta đã rõ biết được. Vậy biết rõ chúng ta phải tu tập, tu tập để có được tâm nghiệp không tham sân si. Hàng ngày chúng ta huân tập Pháp như lý tắc ý. Nhờ Pháp như lý tắc ý mà trở thành nghiệp lực không tham sân si. Nghiệp tái sanh luân hồi là nghiệp tham sân si. Nghiệp không tham sân si là nghiệp chấm dứt tái sanh luân hồi. Do đó, Đức Phật dạy con người là thừa tự nghiệp Nghiệp không tái sanh luân hồi Đức Phật ví như lõi cây Muốn tìm lõi cây thì chúng ta phải bỏ vỏ bỏ giác Cũng vậy muốn tu giải thoát thì phải bỏ tham sân si Còn lại cái không tham sân si Cây mới mọc lên thì không có lõi liền được Nó phải có một quá trình thời gian lâu dài thì mới có lõi được Chúng ta là con người sống trong đau khổ muốn thoát ra sự khổ đau thì phải có một quá trình thời gian tu tập nhưng phải tu đúng pháp còn tu sai thì chẳng bao giờ có giải thoát được nếu không có pháp tứ chánh cần không có tứ niệm xứ không có pháp hướng tâm như lý tất ý thì dù quý vị có tu ngàn đời cũng chẳng giải thoát được tóm lại làm chủ sanh tử chấm dứt luân hồi là làm chủ nghiệp làm chủ nghiệp là làm chủ tâm tức là tâm không tham sân si mà nghi nữa làm chủ tâm là tâm phải bất động trước các ác pháp và các cảm thọ tức là tâm không còn dục lầu hữu lầu vô minh lầu nữa thì mới giải thoát hoàn toàn